Ai, chị phải là bạn đến với kênh TV. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn cái lò nướng nha mọi người. Cái lò nướng độc và lạ. Tự mình làm, tự làm nhà nha mọi người. Hôm nay mình hàng nướng con tôm. Mọi người xem cái lò nướng của Hàng Việt. Nước sa tế nha mọi người. Mọi người nhìn cái bếp cũng biết cái lò than nướng của mình hấp dẫn. Mình cũng tiếng nha mọi người. Lấy lên nướng nha. Ghê mọi người. Cũng quay được chứ nào mọi người. Cái lò nướng mình nướng được con cút, cá rồi đủ thứ nha mọi người. Nướng gia vị nha mọi người. Để miếng bột ngọt, miếng đường, mình nướng muối. Thơm quá mọi người ơi. Hấp dẫn quá. Quay nè, đó, quay luôn đó mọi người. Món tiếp theo của Hằng là một trứng hộp gà với cây xúc xích chiên nha mọi người. Bây giờ hiện tại thì mình để cái chảo chiên lên cho nóng. Cho nóng rồi mình đánh hộp vịt nha mọi người.
Cho miếng bột nè, tí đường, tí muối nha mọi người. Trời đó nghe mọi người, thằng cá hợp dịch chưa? Cho chín rồi nè mọi người, phùng lên là thằng tẩu có nghe mọi người. Đẹp quá, ngon quá. Giờ hộp dịch chín rồi mọi người ơi, hồi nhấc xuống nha mọi người. Đây chín rồi, anh Hằng để đây nha. Giờ tới Hằng chiên cây xúc xích. Mình cắt tới làm ba. Xôi nè, dầu xôi thả cho người mọi người. Mình thả vô hết luôn. Chín rồi nha mọi người. Thẹt, thấy thẹt luôn. Xích chín rồi, mình cắt ra nha các bạn. Cắt ra rồi mình để con tôm lên mình nướng tiếp. Tôm chín rồi nha mọi người. Mọi người cùng ăn với Hằng nha.
mình xếp cà chua để lên trang trí cho đẹp nha mọi người. Mọi người cả nhà cùng ăn với Hằng nha. Hằng để lên nha mọi người. Mời cả nhà cùng ăn với Hằng. Đây là xúc xích. Cả nhà nhớ bấm đăng ký like và đăng ký kênh và like cho Hằng nha, để Hằng có thêm động lực làm video mới.